Rồi, ok các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với video tiếp theo của em Vinh tối hôm nay nhá. Hôm nay thì em Vinh hơi bị ngạt mũi một chút các bác ạ. Em bị viêm mũi dị ứng thì hiện tại đã là 18:49 rồi. Hôm nay em Vinh lại mời tất cả quý cô bác và các anh chị đến với chương trình mở hộp sản phẩm của em ạ. Hôm nay thì lại là một cái hộp gọi là đồ ngâm rượu nữa. Thảo dược ngâm rượu. Thường thường thì làm cái chương trình mở hộp đồ ngâm rượu này thì sẽ thường là những cái sản phẩm rất là đắt tiền thì mới được đóng hộp và mở hộp như thế này. Bây giờ mời tất cả các bác cùng em Vinh mở cái thùng hàng này nhé. Em Vinh bật mí luôn với tất cả quý cô bác và các anh chị. Đây là cái thùng hàng mà bác Nguyễn Viết Thế ở Hải Dương đặt hàng. Cái thùng hàng này có giá là 15 triệu các bác nhé. Bác Thế bác ấy chuyển trước cho em 8 triệu rồi. Bây giờ thì em sẽ mở cái thùng hàng này ra. Chúng ta sẽ cùng khám phá cái mặt hàng bên trong nó các bác nhé. Đấy. Cái này em mang về từ trưa nay rồi các bác. Bây giờ em mới có thời gian để em mở hộp này. Trong toàn thảo dược luôn. Cái này cũng là một cái loại thuốc nhưng mà thực ra nó là cỏ trên vùng cao thôi. Cái này thì chỉ là cái lớp để người ta lót thôi các bác. Đấy, bây giờ bỏ cái này ra thì bên trong nó mới là những cái điều đặc biệt, những cái thứ đắt tiền nhất trong cái hộp này các bác ạ. Đây này. Wow. Hôm trước em Vinh có mở một cái hộp tam thất rừng. Nó là những cái củ tam thất rất là tuyệt vời rồi. Có 17 củ hay sao ấy thì được hơn 1 cân. Hôm nay thì lại là một cái lô tam thất rừng rất là tuyệt vời nữa của bác Nguyễn Viết Thế đã mua. Đây là những cái củ tam thất rừng còn nguyên cây này các bác này. Đó, các bác thấy chưa ạ? Nó còn nguyên cái cây. Và đây là những cái củ tam thất phải nói là rất là già này. Đó. Tam thất thì để xác định cái độ tuổi của nó thì các bác cứ thế mà đếm nhá. Đây. Một đốt này thì nó tương đương với lại 1 năm tuổi. Nói chung cái củ này nó cũng rất là nhiều đốt các bác ạ. Đây. Củ này thì khá là to đẹp. Để em lấy nốt cái nắp thùng này ra xong em sẽ để lên, lát nữa sẽ cho các bác chiêm ngưỡng lại nhá. Đây. Để đây các bác nhá. Cái củ vừa rồi đâu nhỉ? À đây. Đây, cái củ đầu tiên đây các bác nhá. Đó, một củ tam thất rừng rất là tuyệt. Để đứng này, à không để đứng nữa. Bên trong này còn khá là nhiều nữa. Cái lô tam thất này thì có tổng cộng là 7 củ, à 8 củ các bác ạ. Ôi cây này bị gãy mất nhỉ, tiếc thế. Đây, bị gãy mất cái gốc cái cây này. Chắc là không sao đâu. Đấy. Đây là một củ cũng già không kém đâu các bác. Nó rất là to các bác ạ. Đó. Bên này nữa. Củ này to hơn một tí này, dài hơn tí này. Cái này không bị gãy này, tuyệt hơn. Đó. Này họ cố định bằng cái thân bằng cái cây tre này để cho nó đỡ bị gãy trong cái quá trình di chuyển các bác. Đó. Củ này cũng khá là nạc.
cũng nhiều năm lắm, nó phải trên chục năm rồi, gần 20 năm rồi các bác ạ. Đây. Lá của tam thất rừng đây, sắp đến cái thời kỳ thay lá rồi, lá nó kiểu già già rồi đấy. Trên này là cái hoa, hoa thì họ hái mất đi rồi. Đó. Đây là củ thứ ba. Trong này còn khoảng 5 củ nữa. Củ thứ tư đây này. Wow, củ này cái cây của nó khá là dài, củ nó ngắn rồi. Đặc biệt là cái lô tam thất ngày hôm nay củ rất là to các bác nhé. Hôm trước thì em mở hộp cái lô kia của anh Hưng ở trong Đồng Nai ấy, thì cái củ tam thất của anh ấy nhỏ hơn nhưng mà dài theo dạng là mảnh khảnh nhưng mà nhiều năm. Thì hôm nay của bác Nguyễn Viết Thế này thì củ to mà cũng già, cây thì còn nguyên cây đấy, nó ra hoa rồi nhưng mà cái người người ta đi săn cái tam thất này họ hái mất cái hoa rồi các bác ạ. Đây này, tức là cái hoa của nó họ sẽ bán riêng. Đấy, hoa sâm, gọi là hoa sâm ấy, để ngâm rượu thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, củ thứ tư đây rồi. Hôm nay thì bác Nguyễn Viết Thế này, bác cũng có cái nguyện vọng gọi là ngâm mật ong, xong rồi mới gửi cho bác ấy. Thì chắc là để lát nữa em Vinh sẽ rửa sạch, xong rồi em sẽ ngâm cho bác ấy sau. Đấy, củ này xem là em đếm đàng hoàng nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 năm các bác ạ. Sống trong rừng núi. Rất là tuyệt vời luôn. À đây này các bác này. Cây này nó còn có hoa này. Đấy. Hoa của cây này nó chưa nở đẹp nên là người ta không hái, người ta để lại. Nếu mà nó nở đẹp chắc là người ta lấy luôn rồi. Củ thứ 5. Còn 3 củ nữa. À, mỗi lần em Vinh có đăng những cái củ tam thất này lên trên Zalo của em Vinh ấy, hay là đăng lên YouTube của em Vinh ấy, thì các bác phải nhắn tin chốt nhanh vào. Không là lại có bác khác đặt mất thì chúng ta lại không mua được đâu các bác. Tại vì cái người người ta bán cái này này, họ quen rất là nhiều cái người mua. Họ chỉ cần đăng lên cái là một lúc sau là có người mua hết rồi. Chúng ta nhanh thì chúng ta sẽ mua được. Cái này em cũng rình mò cho bác Thế này lâu lắm rồi đấy. Hôm qua em mới gọi là tranh cướp để mua được cái lô tam thất này. Xong hôm nay họ mới gửi cho mình. Đó. Củ này thì chỗ to chỗ nhỏ, nói chung vẫn là một cái dễ. Củ này ngâm rượu cũng rất là đẹp đấy các bác ạ. Cho riêng vào một cái bình gọi là bình thủy tinh ấy, thì đặt riêng cái cây này vào, xong rồi chúng ta sẽ ngâm. Chúng ta chỉ cần mua cái loại bình mà nó nhỏ nhỏ bằng cái cuộn băng dính này là được rồi. Đấy. Đây họ, nói chung là họ đóng gói cũng khá là kỹ đấy. Củ này thì cũng già lắm. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Ui, nói chung là cũng phải tầm 20 tuổi các bạn. 18 đến 20 tuổi những cái cây tam thất rừng này. Đây này, hoa của nó đây này các bác này. Đó. Cây này có 2, 4, 6, 2, 4, 5, 5 lá các bác nhé. Nó cũng giống cái lá của cây tam thất nhà thôi, nhưng mà nó lại nhìn nó lá to hơn.
cây này nó bị người ta hái mất cái hoa rồi. Củ này to lắm. Đó. Bây giờ em sẽ xếp lại vào đây cho các bác xem trong này còn có củ nào không này. Ôi trong này toàn ấy thôi, toàn đá thôi. Đá để ướp lạnh. Xếp lại cho các bác xem nhá. Ôi giời ơi. Không biết xếp sao cho đẹp. Khó phết đấy. Cây này lá đi sang nơi. Đó, các bác thấy thích thú chưa? Đây nó gọi là những cái loại sâm đắt tiền nhất ở trên núi rừng Tây Bắc đấy các bác. Sâm Ngọc Linh thì hay mọc ở những cái rừng gọi là rừng Quảng Nam các thứ. Còn Tam Thất Rừng ấy thì nó hay mọc ở khu vực núi Hoàng Liên Sơn. Giữa tỉnh Lào Cai với lại Lai Châu ấy các bác. Đấy, cái dãy núi Hoàng Liên Sơn nó chia đôi hai tỉnh Lai Châu với lại Lào Cai. Thông thẳng sang tận Trung Quốc. Đấy, đây có 8 củ nha các bác nhé. Đúng 8 củ thì là giá 15 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ cân lên xem nó được bao nhiêu kg nhá. Em bỏ sang một bên đã. Để chỗ đặt cái cân. Em sẽ trừ đi một ít gọi là cái thanh tre này. Nó đè xuống nhỉ. Này nó phải gấp. Được khoảng 1 cân các bạn. Lá nó đè vào kia nên là không cân được. Khoảng 1 cân cái lô này. Rất là tuyệt các bác. Cái này cảm giác như nếu các bác ở gần em ấy, các bác trồng luôn cũng được. Này. Hôm qua thì là mở hộp cái thùng mật ong rồi. Hôm nay thì lại mở hộp cái sản phẩm Tam Thất Rừng này. Bác thế bác ấy vào ngâm mật ong luôn, chắc tí nữa sẽ rửa sạch xong rồi sẽ ngâm luôn cho bác ấy. Cái loại sâm rất là tuyệt vời. Ngâm rượu thì không còn gì để nghĩ rồi các bác. Đó. Tuyệt phẩm ở trên núi rừng Tây Bắc. Lá này nó bị sâu ăn hay sao nhỉ? Bây giờ dưới ánh đèn điện thì nhìn nó cũng rất là rõ ràng. Thì bây giờ em xin được chia sẻ với tất cả các bác về cái công dụng cũng như là cái tác dụng của cái cây
tam thất rừng hay còn gọi là cái cây tam thất hoang này các bác nhé. Tam thất rừng hay còn gọi là tam thất hoang bởi vì là nó sống hoang dã trong rừng, không cần bàn tay con người chăm bón. Khi mà những cái người gọi là người dân ấy, họ đi vào rừng họ tìm kiếm những cái cây này mang ra bán nhằm kiếm thu nhập cho gia đình. Họ gặp được họ sẽ mang nó về. Những cái cây nhỏ hơn thì họ sẽ để lại để cho nó to, sau này họ sẽ thu hoạch sau. Thì cái cây tam thất rừng ấy thì nó có tên gọi khác là kim bất hoán, với hàm ý là một dược liệu quý, có vàng cũng không đổi được. Đấy các bác, cái này nó nói chung 15 triệu là cũng đổi được mấy chỉ vàng rồi đấy các bác ạ. Thì từ xa xưa ấy, thì người ta đã ca ngợi tam thất rừng như là một loại thần dược có tác dụng bồi bổ cơ thể này, giúp tăng cường sức khỏe. Đặc biệt là tam thất rừng là dược liệu quý còn chữa được bách bệnh. Tên gọi khác của tam thất rừng nữa là thổ sâm, kim bất hoán, vũ diệp, trúc tiết nhân sâm. Đầu tiên thì nó có tác dụng là bảo vệ và phòng tránh bệnh tim mạch này, nhờ vào thành phần Noto Green Ginsenosid trong củ tam thất, làm giãn mạch máu này, giúp hạ huyết áp này, ngăn ngừa sự hình thành của mảng bám, của mảng xơ vữa động mạch, nhờ đó mà ngăn ngừa các bệnh biến chứng như rối loạn tim mạch này, suy tim này, rồi là đau tim, cao huyết áp. Cái tác dụng thứ hai là giúp cầm máu này, tiêu sưng này, tiêu ứ máu do bị chảy máu, do va đập, chấn thương, bị ứ máu do phẫu thuật, ho ra máu, rồi nôn ra máu chẳng hạn. Rồi phòng ngừa các bệnh đột quỵ bằng cách làm tan các cục máu gây tắc nghẽn động mạch, từ đó khai thông giúp mạch máu được lưu thông. Củ tam thất rừng được ứng dụng làm đẹp này, giúp da trắng này, mịn màng và xóa mờ vết nám, kích thích tâm thần và chống trầm uất, mất ngủ. Rồi là trong panacin có trong củ tam thất rừng giúp hạn chế sự di căn của tế bào ung thư, tức là nó có tác dụng là phòng chống này và điều trị ung thư các bác nhé. Đấy thì đó là những cái tác dụng sơ sơ của những cái củ tam thất, đặc biệt là tam thất rừng sống lâu năm trong rừng này các bác nhé. Các bác nào còn có nhu cầu mua tam thất rừng, mua những cái củ tam thất hoang rất là tuyệt vời như thế này, các bác báo em Vinh nhá. Thì em Vinh cũng báo giá cho tất cả các bác luôn. Cái lô này là 15 triệu. Các bác nào đặt hàng thì các bác cứ vào Zalo của em Vinh. Xong em Vinh sẽ đi tìm cho các bác những cái lô tam thất giống như những cái lô này, thì em Vinh sẽ báo giá cho các bác. Có thể là những cái lô tam thất đó nó đẹp hơn thì giá nó sẽ cao hơn. Ví dụ nó khoảng 25 triệu chẳng hạn, 30 triệu hay là 40 triệu, 50 triệu cũng có các bác ạ. Một củ tam thất này nếu như mà chúng ta mua lẻ ấy, thì nó cũng phải là rơi vào khoảng 3-4 triệu đấy. Nhưng mà ôm lô như thế này thì giá nó thấp hơn, là thành 15 triệu thôi. Nói chung là các bác mua thì các bác cũng phải cọc tiền trước cho em Vinh nhá. Đây là cái lô của bác Thế thì bác ấy cọc trước cho em 8 triệu rồi, 15 triệu. Đấy, còn đâu là bác ấy nhận hàng bác ấy sẽ thanh toán sau. Thì bác này có nhu cầu là ngâm thêm mật ong thì em sẽ tính tiền mật ong sau. Bây giờ thì em Vinh xin phép được kết thúc video của em Vinh tại đây nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em ạ. Hẹn gặp lại các bác trong những cái buổi chia sẻ, những cái buổi mở hộp rồi là giới thiệu sản phẩm tiếp theo của em Vinh nhá. Bye bye các bác ạ.